Wow, tuyệt vời. Rất nhiều bạn đến đây rồi. Rồi, tuyệt vời. Rất nhiều bạn xong nhá. Bạn Văn Lại, Văn Lại à, Văn Lại xong rồi. Để cho bạn Văn Lại cái làm co-host. Đấy, bạn Văn Lại là một chuyên gia internet marketing các bạn nhé. Đấy, ai cần mà học về marketing thì họ học thầy Văn Lại, rất tuyệt vời. Ok. Xem hôm nay thầy là rồi. Ok. Các bạn xong rồi đúng không? Rồi, xong rồi. Sau cả thì các bạn sẽ làm grammar 3.1 nhá. Các bạn này, chuột phải này. Các bạn nhá, ấn vào run as administrator là được. Các bạn nhá. Lại nhá. Các bạn cài đặt xong nó sẽ ra cái biểu tượng này, grammar 3.1, ok? Nó sẽ ra biểu tượng này. Đấy thì các bạn ấn chuột phải vào run as administrator là được. Đấy, là xong. Thì nó sẽ bật cho mọi người. Đấy, phần mềm học tiếng Anh. Theo cá nhân thầy đánh giá đấy là hay nhất trên thế giới và miễn phí. Các bạn comment đi, free. Rất tuyệt vời đúng không? Tại sao mình phải trả phí cho các phần mềm khác? Trong khi có một phần mềm cực kỳ tuyệt vời như này, các bạn comment nào free. Các bạn bị lỗi các kiểu nha, thì chút nữa thầy hướng dẫn cho cách khắc phục. Đấy, thì thầy hướng dẫn cho các bạn này, đây là ví dụ là mình vào bài đọc này. Đấy. Đấy, mà nó rất nhiều bài đọc luôn. Đấy, có rất nhiều mức độ này. Nó học phiên âm quốc tế này, cách đọc phiên âm quốc tế này. Đấy. Thầy hướng dẫn cho luôn. Và những bài đọc căn bản này, chẳng hạn như là, đấy, little girl, hoặc là happy cat, đấy, kích vào. Happy. Đấy. Để sẽ share sao các bạn này, đấy. A happy cat. Ok, nó đọc lại. Mọi người chỉ đọc theo thôi. A happy cat. Đấy, một con mèo hạnh phúc. Mình chuột phải vào đấy các bạn nhá. Khi mình ấn chuột phải vào này. So when you right click. Ok, when you right click on this software. Ok, khi bạn cứ chuột phải vào. Đấy, này, nó sẽ đọc. A happy cat. Nó sẽ dịch cho cả lớp luôn. Hoặc là mình ấn vào thôi, một click. Cat. Con mèo. Okay. Thì mình nhấn enter các bạn nhé, enter là nó sẽ lưu lại. Để chút nữa mình sẽ ôn lại những cái từ này. Nghe picked chẳng nhá. Không hiểu từ nào thì kích chuột phải, kích chuột trái vào đấy. If you don't know anything, so click on that word, okay? Picked là chọn các bạn nhá. Bạn ghi lại nào. Pick. Đấy, enter. The cat mail, the cat didn't like mosquito. Nếu không hiểu con này thì ấn chuột phải vào. Like. Đấy. Được rồi. He rubbed. Đây. Ví dụ nhá, ví dụ không biết từ people này, people thì mình ấn vào đây. People. Các bạn comment đi. Awesome xem nào. Ai biết từ này các bạn comment nào. Awesome, tuyệt vời. Rất tuyệt vời luôn. Awesome. People này thì ấn enter các bạn nhé, enter này, đấy nó sẽ lưu cho mọi người. Đấy thì sau đó mình sẽ exc này, exc đấy là rất nhiều một bài đọc luôn các bạn nhá, cứ học đi khoảng đấy hơn 100 bài là thoải mái từ vựng luôn. Bạn học 100 bài ấy phải biết, các bạn phải biết được khoảng ít nhất là 10.000 từ vựng, các bạn chăm chỉ. Mà ai gọi là cũng gọi là kém nhất lớp rồi ấy thì cũng học ít nhất là 1.000 từ thoải mái, các bạn thao tiếp. Ok, còn comment số 1.000 nữa nào. Please comment 1000, hay comment số 1000 đi. Đây cái mốc đầu tiên các bạn phải vượt qua. Rồi các bạn có thể đọc truyện cổ tích này, rất hay này. Đúng không? Đấy. She's sleeping pink beauty. Đấy. Công chúa ngủ trong rừng này. Đây đấy, đúng không? Turbid. Đấy, từ nào không biết thì là yawning. Yawning, đấy, enter vào. Đấy. Completely, đúng rồi, awesome. Đấy. Thì phần mềm học tiếng cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ hay các bạn ạ. Nếu các bạn không biết cái phần mềm này thực sự phí luôn. Đến mức độ 2.000 từ này rất là nhiều mức độ luôn, lớp 6, lớp 12 này. Đấy. Đấy, rồi là có các bài luyện nghe các kiểu này, rồi là làm ngữ pháp nữa. Đấy, còn thầy đây chỉ dùng cái phần bài đọc này là đã tuyệt vời lắm rồi. Sau các bạn vào phần từ vựng của bạn nhé.
Đấy, các bạn xem từ chọn này. Nếu không ai thấy đây, yawning này. Yawning, yawn. Ở đây completely này. Completely, completely. Completely, ok, đấy. Nó đọc cho mình, đấy, hoặc là quay từ các bạn này. Quay từ thì nó sẽ, đấy, nó sẽ... 100. Đấy, nó đọc này. Mình nhớ ra Father. Này. Father, bố này. Together. Together. Đấy, cùng nhau này. Hug. Hug, ôm này. Ok. Learner. Learner. Đấy, hôm mình điều chỉnh tốc độ này. Borrow. Đấy, nó chậm này. Flu. Flu, là cảm cúm này. Pictures. Pictures, là những bức ảnh này. Ok. Rồi, tuyệt vời. Ai thích cái phần mềm này hãy comment đi. Comment là I love it. Ok, tôi yêu nó. Ok, I love it. Ok, tôi yêu nó, các bạn comment đi. I love it. Tôi yêu nó, các bạn ơi, comment đi. Tôi yêu nó. Ok, I love it. I love it. Nội dung đọc truyện tiếng Anh có bản quyền trên YouTube không thầy à? Chuyện làm gì có bản quyền? Không có bản quyền đâu. Phần mềm này do người Việt làm, không phải do thầy làm đấy nhỉ? Không phải do thầy làm mà do một người rất tâm huyết trong việc học tiếng Anh, dành rất rất nhiều năm trời, như là cả 10 năm hay sao? 5-10 năm gì đấy. Đấy, để làm ra cái phần mềm cho người Việt và hoàn toàn miễn phí, không thu phí các bạn nhá. Tuyệt vời. Đấy. Rất là hay luôn. Có chia sẻ trên YouTube à? Bạn Phượng à? Thầy không rõ, thầy chưa chia sẻ cái này bao giờ. Bạn Vi, ok, bạn Vi vào lại nhóm mà xem nhá, bạn Vi nhá. Rồi, tuyệt vời. Rồi, thầy sẽ chia sẻ màn hình chính của thầy nha. Rồi, các bạn nếu không làm được thì thầy sẽ gửi video, có thể đấy nhá. Nếu gửi video xem lại cho các bạn. Đây, video cài đặt thì thầy đã có một video hướng dẫn cho các bạn rồi. Thì thầy sẽ gửi vào nhóm cho các bạn nhé. Và những ai mà đã tham gia hôm nay ấy, thì thầy sẽ có một cái nhóm thầy hướng dẫn các bạn riêng. Đấy. À, các bạn vào nhóm này, thầy sẽ gửi riêng cho các bạn. Ok, wait a second, bạn chờ chút nhá. Các bạn hãy comment I want nếu các bạn muốn được vào nhóm riêng để thầy chăm sóc riêng này. Đấy, thầy hướng dẫn này, cho, và thầy sẽ up lại video cho các bạn. Các bạn hãy comment đi. I really want, các bạn comment đi nào. Đã tham dự đi. Hoặc là join. Đã tham dự này. 10 tháng 12 đi. Rất tuyệt vời, gần 100 bạn trong Zoom rồi. Các bạn nếu mà các bạn biết ai muốn học tiếng Anh nhé, thì các bạn hãy post link này vào các nhóm Zalo khác, hoặc là mình mời bạn bè qua Facebook cũng được để tham gia. Để thầy hướng dẫn cho các bạn thay đổi hoàn toàn được tiếng Anh trong 2 tháng. Các bạn nào đồng ý giới thiệu cho thầy nào? Các bạn hãy comment số 9 xem nào. Please comment nó này, hãy comment số 9 đi. Các bạn thấy nãy giờ các bạn cũng nhận được các giá trị. Đấy, các bạn comment số 9. Rồi, các bạn hãy mời bạn bè các bạn vào nhá. Mình học càng đông càng vui các bạn ạ. Ok. The more, the merrier. Càng đông càng vui các bạn nhá. Rồi, link nhóm các bạn chờ chút. Join. Ok. Đấy. Like awesome English đấy. Học tiếng Anh tuyệt vời. Học tiếng Anh phải dễ dàng và phải vui. Các bạn nhá, học tiếng Anh thì phải dễ dàng và phải vui. Đấy, thầy sẽ ăn toàn vào. Ok, rồi. Đấy, tạo nhóm nhá. Ok, rồi. Các bạn hãy gửi nhóm các bạn tham gia nhá. Please join, ok. Tham gia đi. Hoặc các bạn quét mã QR này. Đấy, các bạn nhanh để thầy gửi cho các bạn. Thầy gửi cho các bạn nha. Thầy gửi cho các bạn cái link để mà các bạn cài đặt cái phần mềm này rất là dễ. Các bạn tham gia nhóm đi, nhanh lên. Các bạn có 1 phút nào. You have 1 minute. Có 1 phút để các bạn tham gia. Tất cả.
Nhìn anh con ơi, 35 thành viên rồi, tuyệt vời. Đấy, nhanh lên con ơi. Là hướng dẫn cài đặt này. Đấy, các bạn tạm thời để máy ở chế độ rung đi các bạn ơi. Link download phần mềm. Ok. Đấy. Đây là một trong những phần rất là quan trọng của việc học các bạn nhé. Để thầy sẽ ghim lên đầu các bạn nha, các bạn download đi. Download và... Rồi, thầy sẽ ghim nha. So let me pin it, ok? Thầy sẽ ghim lên. Ghim tin nhắn, rồi ok, được rồi. Đấy các bạn vào các bạn download. Đấy các bạn quét mã nhanh lên. 20 giây nữa nào. 20 more seconds, ok? Nhanh lên, quick. Ok. Rất tuyệt vời. Đấy các bạn hãy nhấn vào bằng đường link. Đường link thì gửi cho nhóm nha. Đấy, 10 giây nữa. 10 more seconds, ok. Tuyệt vời. Hãy uống nước đi. I drink water. Còn hãy uống nước đi nào. Bây giờ cả lớp mình khởi động một chút nha, để mình học tiếp nào. Ok, let's warm up a little bit. Ok, exercise. Cả lớp ơi, cả lớp hay hãy cho tay lên trời nào. Hey, put your hands up. Cả lớp ơi, hãy bật cam lên, cho tay lên trời một chút nào. Hey, put your hands up. Ok. Và cho tay trái nha. L nào. L mình nhớ là uốn lên nào. Left. Các bạn ơi. Left. Bên trái nào, mình khởi động một chút, mình học cái hiệu quả nào. Bạn Quang Tuấn nào. Ok. Right. Ok. Back. Về phía sau. Ok. Và về trước nào. Front. Ok. Xin mời bạn Hồng Minh nha, bạn Hồng Minh làm đi. Ok. Nào, các bạn học thì tập trung nào. Left. Right. Back, front, ok, one more time, một lần nữa, left, right, back, and front, tuyệt vời, ok, one more time, một lần nữa các bạn ơi, có thấy thoải mái hơn không, left, right, back, and front, ok, one more time, một lần nữa, one last time, left, right, back, and front. One more time. One more time. Left, right, back, and front. Okay, perfect. Đã tuyệt vời. Đấy, các bạn vừa bảo không vào được à? Các bạn dùng điện thoại vào cũng được, hoặc là dùng PC mà vào. Okay, rất tuyệt vời. Rồi, cảm ơn thầy Long Lã nha. Cảm ơn thầy Long Lã. Rồi. Đây, rất tuyệt vời. Các bạn tham gia chưa? Mình có 63 thành viên rồi nha. Ok, 63. Ok. Rồi, tuyệt vời. Awesome. So, sau khi mình thể dục xong nha, các bạn sẽ nói là gì? I feel really good. Ok, để chờ thầy xem lại màn hình nha. Wait a second. Thì các bạn sẽ nói, các bạn phải học những cái câu mà mình hay dùng hàng ngày các bạn nhé. So you have to đây. Thầy các bạn là I, các bạn học câu này I feel really good. Tôi cảm thấy rất là tốt. Tôi này cảm thấy này rất tốt. Repeat after me. I feel really good. I feel really good. Ok. Mình học một chút về cái ngữ âm các bạn nhé. Đấy, thường một câu nói bình thường các bạn nhé. 95% một câu nói bình thường là các bạn sẽ phải là gì? Xuống ngữ điệu ở cuối. Và thường lên ở giữa xuống cuối. I feel really good. Ok. Ở giữa thì mình lên giọng hoặc mình kéo dài ra. Ok.
I feel really good. Tôi cảm thấy rất tốt. Đấy, mình phải học nói những câu nói cơ bản hàng ngày này. Rồi, thầy xin phép giới thiệu một chút nữa ra nhanh về bản thân một chút nhá. Đây, đây là hình ảnh cái thác ở quê thầy. Ok, thác nước. It's a waterfall. Ok, này rất là nhiều danh lam thắng cảnh. Và quê thầy thì nổi tiếng với cái loại cây này. Các bạn biết cây gì không ạ? Do you know the name of this plant? Các bạn có biết tên của cái cây này không? Hoa anh túc à? Ok, bạn nào nói nhỉ? Đấy. Thì thường là những cái đồng bào người Hơ Mông ở trên Tùng ấy thì người ta thường canh tác những cái loại cây này. Đấy, hoặc là người ở quê Tùng thì cũng 80% là các đồng bào các dân tộc anh em. Đấy. Thì là khoảng 20% là người Kinh thôi, còn lại 80% là người các dân tộc khác. Đấy, thì là người Thái là chủ yếu này, rồi đến người rất là nhiều dân tộc, người Tày, người Hơ Mông, người nhiều lắm, thật Tùng không nhớ. Đấy, nhưng mà chủ yếu là người Thái. Đấy. Rồi. Hoa anh túc. Đấy, và người ta canh tác ở trên những cái vùng núi cao hoặc quanh năm sương mù thì là cây phát triển rất là tốt. Và hiện tại thì cũng ít hơn rồi, nhưng ngày xưa thì trồng rất là nhiều. Và Tùng có một sở thích đấy là du lịch, traveling. Các bạn comment được không? Traveling. Mình học luôn các bạn nha, traveling, du lịch. Đấy thì Tùng thích lái xe và Tùng có một lần cũng đi xuyên được cũng gần một nửa đất nước Việt Nam, hơn một nửa đất nước Việt Nam. Tùng đi đến Hội An rồi là quay về. Ok. Traveling đúng không ạ? I love traveling. Ở đây là hình ảnh Tùng thi đấu các giải bóng bàn. Đây ở hội làng thôi, nhưng mà những vận động viên này là có một số vận động viên quốc gia các bạn. Vận động viên thi đấu chuyên nghiệp. Mà Tùng từng vô địch bóng bàn toàn Hà Giang. Đây thầy Long Lã đến từ Hà Giang này. Ok. Họ giải Hà Giang mở rộng Tùng vô địch nhá. Đấy. Họ gồm rất là nhiều tỉnh miền Bắc, khoảng 13 tỉnh thành miền Bắc. Giải Hà Giang mở rộng, giải Tam Giác Mạch, vô địch toàn Hà Giang. Và Tùng đây, vô địch toàn Vinhome các bạn nhé. Vô địch toàn Vinhome năm 2020. I'm the champion, ok. Và Tùng còn sở thích đấy là bóng bàn. Đấy, giải vô địch toàn Vinhome cho đơn nam dưới 50 tuổi. Ok. Các bạn ai thấy thầy tuyệt vời, các bạn là awesome chưa nào? Please comment awesome. Đấy. Thì đấy, thực sự là awesome, các bạn biết từ này không? Do you know the word awesome? Thực sự Tùng chất phát điểm rất thấp. Nhưng mà có một cái là gì ạ? Mình phải quyết tâm. Thực sự là Tùng muốn làm cái gì thì thực sự là quyết tâm. Okay. So I have like really big like determined. Okay? Determined to do, to get it done. Okay? Và năm 2013, 2014 thì Tùng đã từng học tập và làm việc tại Mỹ. Và hiện tại thì Tùng có khoảng 420 giáo viên, khoảng 360 tùy thời điểm các bạn nhé, khoảng 360 tùy thời điểm đến khoảng 420 giáo viên coaching một cái mục. Đấy, có những thời điểm cao điểm nhất là khoảng 420 giáo viên, còn hiện tại thì như là cách đây khoảng 2 tháng là 360 giáo viên đang một coaching một cái mục cho tất cả khoảng vài ngàn học sinh ở bên Tùng đây đang học tiếng Anh. Và công ty Tùng rất tự hào thì đã đào tạo khoảng 8 đến 10.000 học sinh trên khắp đất nước Việt Nam là nói tiếng cho chảy. Và Tùng tốt nghiệp xuất sắc đại học ngoại thương và Tùng được 9 điểm 10 trên 10 tuyệt đối nhé khi học đại học ngoại thương ấy. Đấy, thì đây là những hình ảnh Tùng giáo sư đưa Tùng ra sân bay khi ở Mỹ. Và khi mà các giáo sư đến Mỹ ở Mỹ đến Việt Nam ấy dạy Tùng ấy thì là Tùng chắc chắn Tùng sẽ ra sân bay Tùng đó. Và năm 2011 thì Tùng có 6 tháng là không đi lại được. Và năm 2014 thì bắt đầu đánh bóng bàn. Và các bạn và Tùng đánh mỗi ngày ấy, mỗi ngày 6 đến 8 tiếng. 6 to 8 hours, ok? 6 to 8 hours. Ok. Là 6 đến 8 tiếng các bạn nhé. Đấy, và năm tháng 6 2021 thì Tùng rất là may mắn khi gặp được lại thầy Lam và đã theo học thầy Lam từ tháng 6 đến bây giờ. Đấy, và hiện tại thì Tùng là một trong những chuyên gia đào tạo tiếng Anh giao tiếp hàng đầu Việt Nam với khoảng gần 20.000 giờ. Đấy, 20.000 giờ. Các bạn nhớ là 10.000 giờ là mình là một trong những chuyên gia hàng đầu các bạn nhé. Và comment số 10.000 xem nào. Please comment 10,000, ok? Please comment 10,000, ok? Các bạn co-host nhá, các bạn co-host làm việc đi. Các bạn co-host.
Còn cô host làm việc đi. Ok. Ok, bạn ai đồng ý là mình ai đồng ý là khi mà các bạn mà comment, hình như có một số bạn hơi phá trong này chút, thì các bạn nếu mà ai mà nói bậy các kiểu thì các bạn comment số 1 nhé, các bạn comment. Thử comment số 1 xem nào, please comment 1. Ok. Ok. Please comment 1, ok, các bạn comment số 1 đi nào. Đúng không? Hay comment số 1 khi mà các bạn cảm thấy cái điều gì mà nếu mà bạn nào nói bậy nói tục thì là mình comment số 1, nó sẽ trôi đi các bạn nhá. Thank you very much. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, các bạn dừng lại nhá. Okay.